Chú nó không làm vậy được. Ôi chú nó kêu chứ thôi đừng, thôi không thích đỏ đâu rồi là có chuyện. Nè hoa hậu cái gì, chưa gì là bây giờ đã chảnh chọe rồi. Ôi em không biết sao chứ nếu mà em nghĩ là trong cái công việc của mình á, cái gì mà mình không kiểm soát được á, em sẽ rất là dễ bị nhạy cảm á. Đó. Ừ. Đó là một trong những cái lý do tại sao mà em đi thi với hoa hậu em không nhận được vé gửi xe là tại vì vậy đó. Chương trình ảo thuật sắc đẹp. Và kính thưa quý vị, lần này sẽ là liên quan tới chia sẻ bí quyết của tất cả mọi người có mặt ở trong trường quay. Thì hôm nay là do em, cho nên chị chọn một cái chủ đề mà rất là phù hợp. Đó là liên quan tới make up phần mắt. Thật ra thì tại vì Harry có nghe là hoa hậu á, khi đi ra nước ngoài người ta thi á, thì bình thường là người ta phải tự make up rất là nhiều. Mình cứ nghĩ là tất cả ekip sẽ đi này nọ, nhưng mà nghe nói là rất nhiều người phải tự make up. Thì có phải là em cũng vậy không? Dạ, thực ra là em cũng như vậy. Tức là các bạn đi tham gia thì có mỗi cuộc thi sẽ có mọi quy định. Nhưng mà cuộc thi mà em đi tham gia là mọi người sẽ có một cái quy định là các bạn sẽ tự lực cánh sinh hết tất cả mọi thứ. Từ chuẩn bị quần áo, rồi stylist cho mình, xong rồi make up, rồi làm tóc, tự làm hết mọi thứ luôn. Là cả stylist phải tự làm hết luôn. Dạ đúng, tự làm tay hết luôn. Dạ đúng. Có một cái khía cạnh ở bên những cái cuộc thi beauty và những cái cuộc thi về ví dụ như người mẫu cũng vậy, mà hoa hậu cũng vậy. Chỉ khi hẳn nào họ có vị trí, họ mới được phép sử dụng ekip của mình. Và nhiều khi á, những cái layout, những cái kiểu trang điểm, những cái kiểu tóc khi mà họ xuất hiện lại là do stylist, do art director và do những cái người mà ở trong cái bối cảnh đó quyết định. Chứ cũng không phải là giống như kiểu kịch sĩ hay nghệ sĩ hay MC là lên sân khấu muốn vẽ gì vẽ, sai thì họ chịu, đẹp thì họ hưởng. Nhiều khi á, mọi người cứ lên ném đá các bạn hoa hậu hay ném đá các bạn người mẫu là chỗ không biết là làm như thế thích ghê hả. Nhưng vấn đề là mọi người có phải hiểu là họ đâu có được quyết định hoàn toàn. Đặc trưng nghề nghiệp là phải vậy. Đặc trưng nghề nghiệp. Tại vì bên cạnh tụi em là sẽ có thêm những cái team khác như là art director hoặc là stylist hoặc là nhà thiết kế để mà thể hiện đúng và đủ cái tinh thần mà họ mong muốn. Cho nên là kiểu cũng sẽ có nhiều bên ảnh hưởng qua lại. là vậy đó. Mà xong rồi lại hoa hậu nữa, lại người nổi tiếng nữa. Cái thử đi ngày hôm sau bóc phốt biết liền. Đúng không? Tôi thà để cho mọi người chửi còn hơn là bị mọi người bóc phốt. Thì anh cũng nghĩ rằng là nhiều khi á, với những cái bạn mà hoa hậu, người mẫu và những cái người mà cái công việc của người ta là họ phải làm việc bằng hình ảnh thì mọi người cũng nên suy nghĩ cho cái những cái rào cản về công việc. Không phải lúc nào mình muốn quyết định gì cũng được, đúng không em? Dạ đúng. Thì anh ơi, mà ví dụ như show này là show của anh, đang bảo cho anh không thích cái màu môi này đâu, mà nhìn màu môi này nhìn em tái quá em tô đỏ lên đi. Thì ví dụ như là Harry chẳng hạn ấy, mà thôi em không thích đỏ, em thích như thế này là được rồi. Thế nhưng mà nhiều khi Châu nó không làm vậy được. Châu nó kêu chứ thôi đừng, thôi em không thích đỏ đâu rồi là có chuyện. Nè hoa hậu cái gì, chưa gì là bây giờ đã chảnh chọe rồi. Em không biết sao chứ nếu mà em nghĩ là trong cái công việc của mình á, cái gì mà mình không kiểm soát được á, em sẽ rất là dễ bị nhạy cảm á. Đó. Đó là một trong những cái lý do tại sao mà em đi thi với hoa hậu em không nhận được vé gửi xe là tại vì vậy đó. Trời ơi, em cảm ơn Chúa gửi xe đuổi em về luôn. Nhờ Chúa cản sớm mà chị. Thiệt chứ, cản sớm chứ với cái nốt với cái tính này không được. Trời ơi, kiểu gì cũng sẽ bị bóc phốt à. Đó, có thể là sống đúng cái bản thân của chị là chị muốn sao sống cũng được. Và vậy thì bây giờ thì mình chị sẽ hỏi em, bình thường em liên quan tới cái phần make up thì như thế nào? Cái này trúng tủ em ơi, trúng tủ. Thực ra thì bản thân em khi mà em chia sẻ cái lúc mà mình đi thi nha, tại vì cái lúc mà em đi thi á, thì cái phần mắt sẽ là cái phần quan trọng nhất để mà thể hiện được thần thái trên khuôn mặt của mình nè, thể hiện những cái tính cách mà mình mong muốn thể hiện đến với khán giả. Và đặc biệt là ở trên sân khấu á chị, khi mà mình trình diễn có nhiều ánh đèn này thì mình phải làm sao để cho cái mắt của mình nó vừa thu hút mà nó không bị quá nhợt nhạt khi mà ánh sáng đánh thật là mạnh vô. Lúc đó thì em được học những cái tip rất là hay. Mấy cái này chị cần nè, mấy cái này chị cần. Bởi vì đặc trưng người châu Á của mình á, và cái khuôn mặt của em cũng vậy luôn, là mình không có cái hốc mắt sâu, nên là khi mà mình đánh mắt á thì mình sẽ có phải dùng những cái phấn mà nó tối màu tí để mà tạo được một cái hốc mắt, gọi là hốc mắt giả trên mắt nè. Rồi mình phải đánh đủ 3 phần là phần nhạt ở đầu mắt, xong rồi mình blend màu đậm dần về phía đuôi mắt để cho mắt của mình trông nó có hồn và nó có thần thật là nhiều. Đó là chị biết tại sao phải vậy không? Đó là tại bởi vì tụi em cũng không ngủ đủ.
Mỗi ngày cũng chỉ ngủ được 3-4 tiếng thôi, mà sáng ngủ dậy mà mình không có đánh mắt như vậy á là kêu người ta chụp hình vô là thấy mình lờ đờ liền. Ôi. Là như vậy đó. Ui nhưng mà cho chị hỏi nha, tại vì chị cũng cứ chỉ biết là một màu mà đánh vậy thôi, cho chị không có biết là cái phía trước nó đánh sao, phía sau đùi sao thì không có biết. Dạ. Em có thể chỉ cho cái gì khán giả biết cái khúc nào nó như thế nào được không? Dạ. Thì hồi này cái tip em học rất là vui, đó chính là được mắt chia làm 3 phần. Một phần đuôi nè, phần đầu và cái phần cao nhất của mắt là ở giữa. Đây em chỉ về chắc mọi người thấy. Nhưng mà khi em nói chuyện em phải cẩn thận, tại vì anh Nam Trung đang nhìn em kiểu vậy đây, nha. Đó đúng rồi, em nói là kiểu em vừa nhìn chị xong em nhìn qua Nam Trung mới kiểu, ủa em nói đúng không vậy ta? Đang xảo bà. Đây là tip riêng của Ngọc Châu nha. Yeah. Mọi người, anh đang rất là lắng nghe để xem là giống như kiểu tụi em là những cái người sử dụng cái trang điểm đó. Yeah. để đúng là làm đẹp cho chính cái bản thân mình, còn tụi anh thì sử dụng nó như là những cái công cụ để làm việc. Cho nên là anh rất là muốn lắng nghe ở một cái khía cạnh khác là mọi người sẽ sử dụng và sẽ hiểu nó như thế nào thôi. Dạ 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 dạ. Thì chị thấy ảnh hồi nãy anh ngồi vậy đúng không? Xong cái đến lúc em trả bài cái. Dạ. Thì mình đã đến đoạn ba màu mắt rồi đó không chị? Thì em thường thường em sẽ dùng một cái bảng màu nó đơn giản thôi, tại vì em không có phối được nhiều á, với lại cũng chỉ sử dụng một bảng màu nâu là chủ yếu. Nên trong cái bảng màu nâu đó sẽ có đúng 3 ô là một màu đậm, một màu dừa vừa vừa và một cái màu là nhạt hơn. Thì cứ chia mắt là 3 phần, ở giữa là màu nhạt, cuối đuôi là màu đậm hơn, rồi xong rồi ở trên đầu là màu nhạt hơn. Thì sau đó mình sẽ blend, cứ blend đều như vậy, tức là cái em học đánh cái cơ bản nhất á. Mình cứ blend đều như vậy, và đặc biệt là cái phần hốc mắt á, mình sẽ dùng một cái màu nó vừa vừa để mà tạo một cái hốc mắt giả ở phía trên. Biết không, chị ghét nhất cái từ vừa vừa. Cái vừa vừa của mọi người nó là vừa vừa gì, nó giống như là mẹ nó là bỏ vô chút muối, bỏ vô chút đường. Ủa chút của chút là chút sao là chút là bao nhiêu như thế nào? Chị mình thường hay nói là theo ông bà mách bảo chị. Đó là vậy. Nhưng mà thực ra là trong cái hộp phấn mắt ấy, em thấy là người ta thực ra là nhà sản xuất cũng có ý đồ hết đó chị. Là người ta sẽ đi thẳng nguyên cái khung màu đậm nè. Ở cái đoạn ở giữa là cái màu vừa em hay gọi là màu giữa, và một cái màu ở phía đầu là màu nhạt hơn. Thì cứ ba màu đó quẹt lên là sẽ thành một cái đôi mắt có hồn và rất là thu hút. Người ta có ý đồ hết. Mà cái này nói thì nghe có vẻ dễ, còn lúc mà chị làm nó thực ra thì không có dễ đúng nha rồi. Em thấy không dễ. Bởi vì có một cái vấn đề khi mà trang điểm á, và đặc biệt về cái màu mắt á, về cái eyeshadow á, thì nghĩ thì nó rất là đơn giản, nói thì nó rất là đơn giản. Bởi vì là khi nào thì shadow là cái bóng đúng không? Cái bóng đổ. Thì khi nào thì trên mắt nó có cái bóng đổ? Khi mệt. Mệt. Cứu tôi trời ơi, cha tôi trời ơi. Vậy không có mệt là có bỏng mắt. Dạ. Thôi thì nói ra như vậy luôn đi, tự nhiên cái chơi đố chữ hơi mệt ha. Dạ mệt. Nói chung nó đơn giản nhất là khi mà mình không có cái lớp mỡ này nè, thì lúc đó đúng không, trên cái xương là cái da. Thì ngay lập tức thì nó sẽ lộ cái bóng của cái xương lên. Chính là cái shadow của con mắt. Khi mà con mắt nó sâu thì nó sẽ có shadow. Đó là lý do tại sao mà mình phải mô tả lại cái hốc mắt ở bên trong. Trong tự nhiên nó là như thế. Còn các cô gái xinh đẹp và lung linh lên thì dùng xanh đỏ tím vàng, lục lam trang trí lên trên đó, thì màu mắt eyeshadow nó mang tính chất trang trí khá là nhiều. Còn để mà định hình lại, để mà tạo hình lại thì nó sẽ cần có cái kiến thức chuyên môn nhiều hơn. Mà kiến thức chuyên môn thì nói giết cái nó bị rối, bởi vì mỗi một người sẽ có một cái hình mắt khác nhau, cũng giống như mỗi một người sẽ có cái độ sưng hay là độ sệ khác nhau. Đó là lý do tại sao mà với ảo thuật sắc đẹp, anh luôn luôn muốn khuyên khán giả là những cái bạn yêu thời trang, yêu làm đẹp là hãy thử hết đi. Thử cái gì cũng thử hết đi, thở tùm lum, thử tà la đi. Mình cảm thấy tự tin vui thì mình đi ra ngoài đường mình đi chơi. Còn mình không cảm thấy ok, vẽ xong rồi nhìn cũng được, chụp lại tấm hình và lần sau đừng bao giờ làm nữa. Như em cũng vậy, ở những lần đầu tiên mà em mới học á, em đánh là mắt em như bị ai đấm tới nơi. Nó thành một cục đen thui chứ nó sẽ không phải là ra một cái đúng như những gì mình muốn. Cho nên là cứ nói cái mà vừa vừa trong nấu ăn á, vừa vừa nghĩa là vừa miệng của mình. Mình cảm thấy là cái bữa mình nấu cái đó mình ăn vừa miệng, chồng mình thích, con mình thích, bạn bè mình cảm thấy là ngon miệng là được. Và bây giờ thì Harry cũng muốn hỏi các cô gái có mặt ở đây là có bạn nào mà hay thất bại khi làm cái eyeshadow mắt cho mình không? Mời em nè. Dạ em chào anh chị ạ. Dạ tại vì em nghĩ là không thiệt. Tại vì em có hay đánh màu mắt không? Em có hay đánh màu mắt, chứ là em sẽ chọn mấy tông tự nhiên nên là em sẽ không gặp vấn đề khó khăn khi mà việc đánh eyeshadow. Vậy là bình thường là em sẽ sử dụng một màu thôi hay là nó như thế nào?
Em sẽ nghiêng về tông kem nhẹ hoặc là tông hồng nhẹ thôi. Là ở trên cái màu mắt của mình á, là khi mà em đánh cái màu mắt á, chỉ dùng một màu để em tản hay là em sẽ phối màu đậm, màu nhạt? Tại vì chị Châu sẽ thiên về hướng makeup tông Tây hơn, còn em là về tông kiểu Hàn Quốc hơn, thì em chỉ đánh một lớp nhẹ trước, rồi sau đó tán ở cái đuôi mắt màu hồng hoặc là màu kem nhẹ rồi một lớp lấp lánh là xong. Thì cái cách này cũng là của em. Bây giờ nếu vậy á, thì Harry muốn hỏi là ở đây có ai làm mắt khói không ạ? Xin mời bạn kia. Em chào anh Nam Trung, chào chị Harry, chào chị Ngọc Châu ạ. Bình thường nếu như không đi quay, em đi chụp hình thì em hay đánh mắt khói, với lại em đánh rất là đậm, kiểu màu xanh, màu hồng, những cái màu rất là nổi luôn. Em hay bị một cái lỗi là cái lúc mà tán ở cuối đuôi mắt á, nó hay bị cái màu nó không có được loang đều anh. Đóng lên một cục đậm đậm mà xong rồi tán mãi nó không ra đúng không? Dạ đúng đúng, em dùng tay em dùng kiểu gì tán nó cũng không có được. Đơn giản nhất á là lúc đó ở trên cái phần mắt của em á, nếu mà em dùng một cái sản phẩm gì nó ướt, và khi mà em để nó ướt quá xong em lại nhúng cái cây cọ vào trong cái màu, em đặt cái pạc cái nó hít xuống là em khỏi tản rồi. Khô gặp ướt là nó đóng ngay cái cục nó bết. Nhưng mà có một cái tip là như thế này, khi mà em tán á là em dùng cái cọ xong rồi mình tán thật là nhẹ tay thôi thì cái màu nó mới đi. Chứ còn thường thường em thấy với bạn là khi mà tán á là kiểu tán nó không đi thì lại càng dùng mạnh tay đó, thì khi em càng dùng cái lực nó càng mạnh á thì cái màu nó sẽ không có tan ra và nó không có blend đều. Cho em hỏi cái cọ mà anh chị thường dùng để tán ở phía đuôi mắt này là cọ gì ạ? Nó không có một công thức nào chung cả. Khi mà em nhìn những cái cọ á, nó sẽ có rất là nhiều những cái hình khác nhau, thì mỗi một cái hình nó sẽ để xuống một cái vệt khác nhau. Em có thấy những cái cây cọ mà nó dẹp dẹp đúng không? Thì cái cây cọ đó nó sẽ không tự tán đều. Khi mà em đặt nó xuống là ngay lập tức nó sẽ tạo ra cái độ sắc cạnh của cái đầu cọ. Thì cái cọ đó thì hay dùng để cắt, là để đánh những cái đường mà nó nổi rõ ra, tạo ra cái đường mà nó có nét. Còn nếu như em muốn tán đều thì em nên chọn những cái cây cọ mà nó cái đầu nó tròn. Và có một cái này cần phải chú ý là cái lông cọ nó càng ngắn thì cái lực đánh xuống nó càng nhiều, còn cái lông cọ nó càng dài thì cái lực khi mà mình đánh xuống á, nó càng ít. Cho nên là nếu như ai mà chọn cái lông cọ nó ngắn ngắn thôi để đánh cái đằng sau mắt á, thường nó hay thành một cục là vì như vậy á, đúng không? Khi mà em cầm cái cọ mà cái lông nó dài á, cái lực nó sẽ truyền qua cái lông cọ, nó sẽ biến mất, nó sẽ đi xuống mặt dưới bề mặt ít. Và khi mà em dùng cái lông cọ mà nó cũng tròn như vậy mà nó ngắn chút xíu này nè, có những cái cọ nó tròn ủ mà nó rất ngắn, thì em đặt lên cái là mặt auto base à. Đặc biệt là với cả một người bình thường mà lại trên này lại ướt quá, không biết kiểm soát cái độ ướt của cái eye primer á, thì nó sẽ rất là bết. Dạ em cảm ơn anh ạ, tại nãy giờ anh nói xong em thấy em làm sai trơn. Ôi không, đây là gương mặt phát hiện ra mình sai. Như vậy mọi người biết không, đây là mình có thể là khai thác được miễn phí anh Nam Trung. Tính cái này bình thường là phải học lớp makeup cá nhân nha. Mà siêu mất tiền. Nãy giờ cũng chia sẻ rất là nhiều, và bản thân Harry thì thật ra thì Harry là một người không phải là biết nhiều về cái chỗ mà eyeshadow cho lắm. Mà hôm nay thì có nghe chia sẻ của Ngọc Châu và cũng nghe chia sẻ của anh Nam Trung, thì ít nhiều gì trong đầu thì mình có một chút xíu một cái phương cách nào mà có thể là hợp với em. Và kính thưa quý vị, nếu như những người nào mà muốn biết thêm thông tin hay là muốn cập nhật thông tin mới nhất, hãy vào ứng dụng Trend Tips nhé. Và đây cũng sẽ chính là nơi những sản phẩm được review một cách kỹ nhất, chuyên nghiệp nhất, cũng giống như là những cái kinh nghiệm sau khi sử dụng và những cái phương pháp làm đẹp hiện đại nhất, hợp thời nhất sẽ thường xuyên được khán giả review lên đây. Chính vì như vậy cho nên các bạn yêu thích làm đẹp, yêu thích thời trang sẽ có một nơi có rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái phong cách để tham khảo, để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Như vậy là nãy giờ tám quá trời tám, Harry nghĩ là nhân vật chính của chương trình mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Trước khi gặp gỡ với cô ấy thì hãy nghỉ giây lao trong giây lát.